Tôi có một điều ước, một điều ước thật là giản đơn. Tôi ước sao cho giá dừa chài nó xuống dưới 500 đồng một ký, tạo cái động lực cho tôi giữ cái cây cuốc này lại. Có cái mà cuốc với thiên hạ, chứ thực sự nó hư lên hư xuống, tôi muốn bán quất nó cho xong. Nói thì nói vậy thôi, chứ cuộc sống vốn dĩ là như vậy mà. Mít còn có giái to giái nhỏ, à nhầm, trái to trái nhỏ. Cu còn có con bự con nhỏ, con gái còn không, thì chấp chi mà một cái cây cuốc chứ hả? 5 tháng cứ trôi qua, thời gian cứ trôi dùng dục, còn nhanh hơn máy bay phản lực đang bay trên trời. Đất thì cuốc vẫn chưa có xong, mà cái cuốc thì nó cứ hư lên hư xuống. Bây giờ tôi lại ước giá sắt vụn nó lên 500 ngàn một ký, tôi bán quất cái cuốc này cho xong đó. Nhưng mà cuộc sống đúng là không như cuộc đời.